Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm mưa to gió lớn. Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong đêm mưa to gió lớn. Thông tin về việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6, trong khi trời đang mưa lớn thì người dân phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi được đặt trong giỏ nhựa. Trước cửa một nhà dân ở ngõ 116A đường Trần Quốc Tàng, trong giỏ nhựa kèm theo mảnh giấy ghi dòng chữ nhờ anh chị nuôi dùng cháu. Em cảm ơn. Vụ việc phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Ninh đã được chính quyền địa phương lập biên bản và làm các thủ tục theo quy định. Bé gái đang được chăm sóc để ổn định sức khỏe. Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa đang thông báo tìm bố mẹ, người thân của bé gái bị bỏ rơi này.